mến chào cả nhà. Hình như có vẻ ngày hôm nay bầu trời sẽ cúp điện nguyên ngày luôn rồi. Giờ này rồi mà Mỹ đang trông chờ mặt trời lên á để ghi hình lại bình minh. Nhưng mà trời tới giờ này rồi nhưng mà bình minh vẫn chưa có lên hẳn luôn. Anh nhà xem nè. Mây như thế này rồi là chắc chắn sẽ không thấy bình minh giờ. Thì cả nhà xem nè. Bầu trời thì toàn là mây không thôi. Hầu sớm khoảng 3 giờ mấy cả nhà, 4 giờ thì có mưa lâm dâm nhưng mà giờ này thì đã hết rồi. Thì tiếp tục là ngày mới á, mấy đêm Mỹ lại tiếp tục sẽ ra ngồi cách bờ 4-5 hải lý này nè để tiếp tục săn bắt hải sản nữa nha. Hôm qua thì Mỹ có đi chiếc ghe nhỏ của bạn Tí với anh em của bạn Pháp á cả nhà. Thì mấy đêm Mỹ làm thì tính ra bữa đó là bữa thu nhập cao nhất của Mỹ đó cả nhà. Thì bữa giờ Mỹ đi ghi Mỹ thì khoảng 1 triệu mấy chục đổ về thôi. Nhưng mà bữa Mỹ hôm qua đi ghi bạn Tí thì có chi được 1 triệu mốt 50 cả nhà. Đó là thu nhập cao nhất từ trước đến nay mà Mỹ được nha. Thì hy vọng ngày hôm nay Mỹ cùng với mấy em ghi chính của Mỹ này, hy vọng sẽ được bội thu nha. Như sáng sớm thì đã thấy mặt trời lên, bầu trời nó cứ tối tối này. Không biết tí nữa Mỹ nhảy xuống dưới biết có trong xanh không nữa. Trời vì trời nó không có ánh sáng cả nhà. Ở dưới nước thì nó sẽ hạn chế lắm. Hy vọng tí nữa giờ trưa mặt trời nó sẽ lên. Có ánh sáng Mỹ ghi hình cho rõ nha. Giờ thì Mỹ sẽ tiếp tục sẽ làm công việc hàng ngày của Mỹ nha. Giờ thì mấy anh em Mỹ cũng đã tới chỗ rồi và cũng có một số anh em đã nhảy rồi. Không biết nước ở dưới có thấy không nữa. Giờ thì Mỹ sẽ ra nhảy cùng với mấy anh em luôn nha. Thì nước thấy Mỹ sẽ ghi hình, còn nước không thấy thì Mỹ sẽ ngưng nha. Anh Lát nói ở dưới thì có người lặn rồi nên có nét cả nhà nên không thể là lặn được nha. Giờ thì đây, bữa nay mấy chiếc ghi đàn ghi cả nhà xuống quý cái chỗ sầu quý này để làm cũng chắc là đông luôn. Do sầu quý này làm thì cũng có cả nhà nên chỗ nào mà lặn có thì ghi chỗ Mỹ chỉ gom lại một chỗ đó làm nhiều lắm. Còn không có thôi chứ không thấy ghi đâu. Khi mà có là lúc nào cũng thấy ghi hết á. Rồi nhảy đi. Có vẻ như ngày hôm nay bầu trời đã cúp điện rồi. Hiện tượng mây không như thế này á là chuẩn bị sắp đến mùa thổ mây rồi, là không khí lạnh tràn xuống các nhà. Độ sâu hôm nay mấy anh em Mỹ lặn chỉ có 10 sải tay thôi đó. Mỹ biết mà, càng xuống càng sâu á, độ tối á nó sẽ càng tối nha. Do ở trên cúp điện rồi nên ở dưới cũng sẽ tối thôi. Mong có gì cả nhà thông cảm nha. Không biết tí nữa giờ trưa không biết nữa có trong xanh trở lại hay không nữa. Giờ thì Mỹ sẽ đi bắt hải sản nha. Mỹ cũng mời cả nhà cùng theo Mỹ luôn. Hiện tại Mỹ vừa nhảy xuống thì có phát hiện ra có rất là nhiều những cái con sò lâm nhỏ luôn. Ô, Mỹ có bắt được một con ốc muỗng này cả nhà. Đây Mỹ cứ quẹt một cái là sẽ được một con sò lông nhỏ nè. Đây nè, đây những dấu vết của mấy con sò lông nhỏ này. Do mấy con sò này nhỏ nó nhiều quá cả nhà nên không thể nào quay cận cảnh được nha. Giờ Mỹ sẽ có đi bay nhỏ này. Đó, Mỹ chỉ cào những cái con sò lông nhỏ cả nhà. Sò nhiều quá Mỹ mới bắt các cả nhà nên sẽ không quay được nha. Tại vì Mỹ sẽ tranh thủ bắt kịp cùng với mấy anh em nha. Mỹ mà bắt không lại mấy anh em á, mấy anh em sẽ đổ thừa Mỹ là lo cái phim á.
nên là Mỹ sẽ tranh thủ bắt nhiều cùng với mấy anh em nha. Chứ mà bắt ít với mấy anh em á, chắc mấy anh em sẽ nghỉ hết đó. Giờ Mỹ sẽ tranh thủ bắt như thế này nè, nên không được thấy rõ nha. Thì Mỹ làm rất là nhanh tay luôn. Khi mà Mỹ tắt máy quay đó, Mỹ làm nhanh tay lắm. Hiện tại Mỹ đang làm từ từ trong cái nhà mình thấy nè. Đó, cứ làm cứ gom vô một đống như này, sử dụng vào công vợ luôn. Đây, cuối cùng mà Mỹ cũng bắt được một vợ rồi nè. Thì cứ bắt đầy vợ thì về tóm vào thôi. Giờ thì cả nhà theo dõi Mỹ xem thử ngày hôm nay Mỹ sẽ bắt được khoảng bao nhiêu vợ sò như thế này nha. Ô, Mỹ chưa kịp tóm vào luôn mà trên ghi đã cảo lên rồi. Hiện tại Mỹ lấy được một cái vợt, nhưng mà cái vợt sò của Mỹ á, chưa có tóm vào sợi dây đá luôn mà trên ghi đã kéo lên rồi. Tí nữa trên ghi sẽ bỏ xuống lại thôi cho kéo lên một vợt ở cái nhà. Mỹ đang tìm cái vợt khác này. Thường thường thì sẽ có hai sợi dây đá nha, còn một sợi dây đá kia nữa nằm chỗ nào rồi Mỹ đang cố tìm nè. Chỉ tóm cái vợt này nha, giờ có sợi dây đá chỉ tóm cái vợt sò đó vào thôi. Đây đây đây, cũng đã bỏ xuống lại rồi nè. Ô, cũng có anh lát cũng về sò nữa kìa. Ô, tính ra Mỹ về sò trước anh lát đây. Đó, anh lát cũng lấy được vợt đầu tiên luôn đó. Giờ thì tiếp tục lấy vợt thứ hai thôi. Mỹ cũng lấy thêm được một vợ nữa rồi này cả nhà, công nhận sò quý rất là nhiều luôn. À, sò lông nha, Mỹ thường hay gọi là sò quý, không cả nhà cả. Do nước mờ quá cả nhà nên không thể nào ghi hình được luôn. Mỹ chờ nước có trong trong xanh á thì mới có ghi hình được nha. Đây nước tối như thế này nên không thể nào ghi hình hải sản được đó. Giờ do khẩu mây sắp đến rồi nên Mỹ chính phủ làm hoài cái video á để kiếm đề xuất những ngày biến động nha. Nếu mà Mỹ mà không ra video những ngày biến động á thì cái kênh của Mỹ sẽ bị bóp đề xuất thêm đó. Kênh của Mỹ hiện tại giờ cũng bóp đề xuất rất là nặng luôn, không biết làm thế nào để cho có đề xuất lại đến những người mới á cả nhà, nên cũng không biết làm sao luôn nè. Mỹ có phát hiện ra chỗ này có một con ốc bông rồi cả nha. Còn tính ra điểm này cũng có gốc ốc bông nữa. Một sớm giờ Mỹ bắt cũng được 5-6 con ốc bông rồi đó. Mỹ có gặp cháu Tiên này. Thì anh em nào thì cũng chỉ bắt hải sản như thế này thôi, cứ đập cào cào lụm bỏ vào vợ thôi. Có thêm một con sò điệp bay nữa nè, sò điệp bay thì cũng có lai dai đó cả nhà, nhưng mà cái không có nhiều bằng sò lông nhỏ này đâu. Thường Mỹ hay có gọi là sò huyết nữa nha, nên Mỹ hay có nói nhầm lẫn á, mong cả nhà hiểu nha. Tại vì Mỹ thường hay gọi là sò quý thôi, chứ thật ra con này á, đủ cả nhà thường hay xem á, gọi là con sò lông, mà Mỹ cứ gọi là con sò quý thôi. Nhiều khi Mỹ đang có bình luận hay có nhầm lẫn á, có gì mong cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Thank you.
sau một hồi mí cào mí mốc thì cũng được thêm một quả nước rồi nè. Giờ thì bắt đầu mang về lấy giờ cây đi dập tiếp thôi. Hơi trong một chút xíu này cả nhà, chứ nãy giờ cả nhà xem đó nước rất là tấu luôn. Mình nghĩ chắc nước tấu như thế này á cả nhà xem không có được nhiều đâu, chắc cũng chắc là ít người xem tới khúc này giờ. Mỹ cũng mới vừa rời sò ra thì cháu tiên nãy giờ khoảng chưa có đèn vợ nè, cũng sắp đèn vợ luôn rồi đó. Ô, Mỹ vừa móc được một con sò ngao đỏ lớn này cả nhà, có nghĩa như con ngao đỏ lớn này là con đầu tiên nè. Ngao đỏ này giá trị chắc cũng 50-60 ngàn đồng một ký thôi, thương lái mua vào đó nha. Con ốc đá đỏ nữa nè. Nói chung thì hải sản á, những cái con sò lằn chặt ốc lằn chạ đồ á, nó rất là ít nha, nó không có nhiều đâu. Mình thấy có con ma kiên nữa nè. Con này thì mỗi chỗ sẽ gọi một cái tên khác nhau nha. Mỹ mấy anh em Mỹ rồi á hay gọi đây là con ma kiên, tại vì nó đụng cái gì nó kiên cái đó nên gọi nó là con ma kiên thôi. Cô cả nhà xem này, lúc giờ Mỹ mới có để ý này, nó chỉ có hai cái que to thôi, bốn cái bên hai. Cũng được thêm con sò ngao đỏ nữa nè. Ô, con này Mỹ nhìn đẹp nè, tính ra con này là con thứ hai thôi. Ô, Mỹ vừa về sò ra thì trên ghe cũng đã bỏ cái bộ không rồi nè. Ô, giờ này vẫn chưa tới giờ để lên chạy đâu, không biết sao bỏ giờ không giờ. Để Mỹ xem băng lên đó xem như thế nào nha, không biết sao tự nhiên giờ thì bỏ dây đá không giờ, không bỏ giờ nữa.
Nhìn đi, nó có lên, nó có lại này. Đây được con sò ngọ à, được con sò ngọ ha, không có gì luôn. Tranh thủ cả nhà, tranh thủ chạy vào bán mấy con sầu riết nhỏ này sẽ được giá hơn nha. Vô chơi thì nó sẽ dễ hơn, đâu đó 3-4 ngày gì đó, mình vô sớm mình sẽ bán được hơn khoảng 3-4 ngày nha. Nên kia Mỹ tranh thủ chạy rất là sớm luôn. Giờ thì vẫn còn những chiếc ghe lặn sầu riết như kia Mỹ này, giờ vẫn còn lặn này, rất là đông luôn. À, ngao thì nằm trên phía trên đây các nhà, người ta bắt ngao hết rồi, bây giờ bắt đầu sẽ chuyển sang ra bắt sò huyết nha. À, chỗ Mỹ còn hay gọi sò huyết các nhà, nhưng mà cái này cũng có các nhà nói gọi con này là con sò lông nha, nên Mỹ thì hay gọi là con sò huyết, còn sò lớn Mỹ gọi là con sò lông. Nhưng mà cái con này nó lớn lên đó thì nó sẽ như con sò lông thôi. Anh chủ yếu
trên kia cả nhà, rồi sẽ phân lựa sò ngọ này, mấy con sò lại chặt có giá để lựa dây chiên đây nè. Đây cả nhà, có vừa hai phần xô sò ngao đỏ này, còn đây sò lại dạ này các nhà, cũng vừa hai phần xô nữa này. Đây, tính ra lẽ lựa dài chết cũng khoảng hai phần xô thôi. Đây, đây có dầu sò huyết trong bao này, rồi còn hai chợ này với lựa một tấn này nữa. Mình nghĩ là chắc với đống này nữa chắc cũng cần thêm khoảng một bao thôi. Giờ để Mỹ đếm trong này có khoảng bao nhiêu bao rồi nha. Đây này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 bao này. Tính ra cho một bao nữa là được có 11 bao thôi. Trong khi đó thì có 9 anh em lặn biển nha. Còn ở trên kia thì sẽ có 3 người. Trời, thế là cũng đã hết rồi cái nhà, chứ không còn gì nữa đâu. Đó thì show đây và một show nữa thôi là đã hết rồi. Rồi thôi, chắc Mỹ chỉ kết thúc video tại đây nha. Mỹ sẽ ra ăn cơm cùng với mấy anh em luôn, tại vì mấy anh em làm một ca một luôn, rồi lên chạy vào rồi sẽ ăn cơm luôn nha. Dạ thì Mỹ sẽ xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Mới vừa lựa xong á thì Mỹ có phát hiện ra có ai khấu được một con mực này cả nhà. Đã chưa, con mực này chắc cũng được khoảng 1 ký đó. Đã chưa, mực này vừa về ăn này cả nhà. Con mực này Mỹ thấy nó chắc này, chắc lùi luôn đó. Ăn cái nhà, ăn lựa mấy con mực nào mà chắc thịt nó cứng cứng rồi, về ăn cái thịt nó suối, thịt nó dai đã lắm. Rồi thì cũng đã lựa xong hết rồi cả nhà. Đó, Mỹ từ đâu cũng gần được một canh ngao đỏ đâu đây.